trận quyết chiến giữa thủy kiếm sĩ và Zuo bắt buộc phải diễn ra, Rintaro là người phải nghênh chiến. Nhằm giúp đối thủ của mình có thêm phần động lực để chiến đấu, Zuo đã biến Mei trở thành một Meizik nhằm tạo động lực cho Rintaro dốc toàn lực. Nhận được món quà cực lớn từ Rintaro là màn song kiếm hợp bích với hình dạng King Lion Senki và Elemental Dragon của Saber. Zuo đành phải rút lui và để tình Meizik của hắn ở lại thế mạng. Sau quá trình biến đổi như Lezel, Zuo đã có hình dạng Raiditor tối thượng của mình. Với sức mạnh không thể nào kiểm soát, hắn ta cùng Storius tấn công thẳng vào căn cứ Sword of Logos phương Bắc. Nhóm của Toma phải đối mặt với Durando. Rintaro đã dùng tất cả sức mạnh của mình, quyết tâm không bỏ cuộc. Nhưng sức mạnh có hạn của King Lion không thể nào chống lại quyền năng tối thượng từ Zuo. Hắn ta lúc này đã trở thành một con thú cuồng loạn, tấn công tất cả với sức mạnh khổng lồ của mình. Cách lựa chọn duy nhất là Rintaro cùng Mei đem theo quyển sách mang sức mạnh của Sword of Logos phương Bắc rời đi. Nhưng bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình, Rintaro đã quyết tâm ở lại. Ý chí cũng như khát vọng của anh bảo vệ mọi người đã có sẵn. Anh chỉ còn thiếu quyết tâm, và quyết tâm đó đã được củng cố một lần nữa bằng hành động bảo vệ những người thân còn lại của mình. Anh đã chứng minh được quyết tâm. Quyển sách đại diện cho sức mạnh Sword of Logos phương Bắc đã thức tỉnh, trở thành một quyển Wonder Book với tên gọi Choju Senki, băng thú chiến ký. Anh đã từ thủy kiếm sĩ chuyển hóa thành băng kiếm sĩ, toàn thân được bao phủ bởi tuyết trắng cùng với những mảnh băng trên phần găng tay và phần ngực của Blade. Gương mặt của anh là phần đầu sư tử ngậm chặt lấy mặt trăng khuyết trên phần kính bảo hộ. Kiếm trên đầu cũng là những mảnh băng. Mái tóc dài màu trắng xóa của Blade cũng như chiếc bờm của mảnh sư thể hiện uy quyền của nó. Chuyển hóa từ thủy kiếm sĩ thành băng kiếm sĩ, anh có khả năng chém ra những luồng khí lạnh, làm chậm cũng như khống chế kẻ thù trong quá trình chiến đấu. Những đòn tấn công tầm xa của anh sẽ tạo ra một luồng khí lạnh từ đôi tay của mình đóng băng kẻ thù. Cùng với đó là những nhát chém tạo ra những mảnh băng tấn công kẻ thù từ phạm vi xa. Những mảnh băng này còn khả năng găm vào kẻ thù để vô hiệu hóa hành động của chúng. Sức mạnh băng gió truyền vào thủy kiếm còn khả năng đóng băng mặt đất để vô hiệu hóa chuyển động của kẻ thù. Ngoài sức mạnh băng giá kích hoạt từ thủy kiếm, bốn biểu tượng của Choju Senki sẽ chuyển hóa tương thích với loài vật mạnh sở hữu. Mái tóc đã chuyển hóa thành đôi cánh của đại bàng. Anh di chuyển trên không với tốc độ kinh người, bắt kịp được sức mạnh tối thượng của Zuo truy đuổi hắn trên không. Với những cú ra đòn cực mạnh từ thanh thủy kiếm cũng như đòn Rider Kick trứ danh áp đảo Zuo về vận tốc, không thể nào đánh bại được thủy kiếm sĩ. Hắn ta đành phải bỏ trốn dưới mặt nước nhưng cũng không thoát khỏi tay anh. Chuyển hóa thành loài vật thứ hai, mãnh thú dưới nước. Một phần vây cá mập và những chiếc gai nhọn xuất hiện ở sau lưng của Blade. Anh tấn công hắn bằng chiếc hàm cá mập đóng băng dùng nước xung quanh và đẩy hắn lên khỏi mặt nước. Ở trạng thái thứ ba, anh sẽ chuyển hóa thành chúa tể của mặt đất. Mái tóc của anh chuyển hóa thành những chiếc gai nhọn trên lưng. Lúc này anh khả năng tấn công xuống mặt đất, tạo chiếc gai sắc nhọn tấn công và vô hiệu hóa kẻ thù trong phạm vi. Như bao Rider khác trong series của Saber, đòn tất sát của anh sẽ bao gồm hai trạng thái. Ở trạng thái Rider Kick, anh sẽ tạo ra một khối băng khổng lồ tấn công vào người kẻ thù. Trong lúc bọn chúng đang cố gắng chặn tảng băng khổng lồ, anh lao lên bầu trời ra đòn Rider Kick đá vỡ tảng băng cùng với kẻ thù để dứt điểm chúng. Đòn thứ hai sử dụng thủy kiếm, anh lướt với tốc độ cực nhanh về hướng kẻ thù, sau đó ra một nhát chém cực mạnh với sức mạnh của độ không tuyệt đối. Nó lạnh tới mức đến cả vùng băng giá phương Bắc cũng phải đóng băng, tạo thành hai hàng dài với những đóa hoa băng, dứt điểm kẻ thù trong khi chúng đã bị hóa thành những tảng đá và vỡ tan sau khi anh kết thúc tuyệt chiêu.